5 màn đạo tài có thể định đoạt chung kết Euro 2024 theo AP. Những màn đạo tài giữa Harry Kane với Aim-Erik Laporte hay Jude Bellingham với Rodri là các điểm nóng có thể định đoạt chung kết Euro 2024 giữa Anh và Tây Ban Nha tại Berlin. Harry Kane, Aim-Erik Laporte Kane ghi 44 bàn qua 45 trận trong mùa giải đầu tiên cho Bayern Munich, nhưng không thể hiện phong độ cao như vậy tại Euro 2024. Dù vậy, tiền đạo người Anh vẫn dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 3 bàn, bằng Dani Olmo bên phía Tây Ban Nha. Kane sẽ giải cơn khát danh hiệu trong sự nghiệp nếu cùng tuyển Anh thắng tại Berlin ngày 14 tháng 7. Laporte số 14 đã chia tay bóng đá đỉnh cao khi cập bến Al Nassr tại Saudi Pro League. Nhưng phong độ cao tại Euro 2024 chứng minh huấn luyện viên Luis de la Fuente đã đúng khi triệu tập và đặt chọn niềm tin vào trung vệ 30 tuổi. Sau khi ngồi dự bị ở trận ra quân thắng Croatia, Laporte đá chính ở cả 5 trận còn lại. Kỹ năng đọc tình huống, khả năng chọn vị trí, không chiến của anh góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô hiệu hóa những trung phong nguy hiểm như Gianluca Scamacca Italy, Jorge Mikel Tadze, Grugia, Fulcrack, Havertz Đức, Maypipe Pháp. Kane cũng thường xuyên đối mặt với Aim-Erik Laporte ở cấp câu lạc bộ khi cả hai còn thi đấu tại ngoại hạng Anh. Một trong những màn trình diễn hay nhất là việc Kane lập cú đúp giúp Tottenham thắng sốc Man City của Laporte với tỷ số 3-2 ngay tại Etihad vào tháng 2 năm 2022. Lamin Yamal, Nico Williams, Luke Shaw, Bukayo Saka sự bùng nổ của bộ đôi tiền vệ chạy cánh Lamin Yamal, người bước sang tuổi 17 ngày 14 tháng 7, và Nico Williams giúp Tây Ban Nha thăng hoa và toàn thắng cả 6 trận từ đầu giải. Nếu tiếp tục thắng Anh, Tây Ban Nha sẽ lập kỷ lục toàn thắng 7 trận trong một kỳ Euro và kỷ lục vô địch Euro 4 lần. Khả năng tạo khác biệt của Yamal và Williams vẫn sẽ là chìa khóa để Tây Ban Nha hướng tới chiến thắng ở chung kết. Nếu Gareth Southgate tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, Bukayo Saka bên cánh phải và Luke Shaw bên cánh trái, nhiều khả năng sẽ được giao nhiệm vụ phong tỏa bộ đôi tấn công của Tây Ban Nha. Shaw mới trở lại sau 5 tháng ngồi ngoài vì chấn thương, còn Saka mạnh hơn ở khả năng tấn công. Nhưng Southgate cần bộ đôi này hỗ trợ hàng thủ nhiều hơn nếu muốn lần đầu vô địch Euro. Bukayo Saka mắc Cucurella bên cạnh nhiệm vụ phòng ngự, Saka vẫn là ngòi nổ chính trong các pha tấn công của Tam Sư. Cầu thủ chạy cánh của Arsenal sẽ đối đầu với Marc Cucurella, một trong những bất ngờ lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha, khi đạt phong độ cao dù vừa trải qua mùa giải khó khăn cùng Chelsea. Không cần đá sát vòng cấm, Saka vẫn có thể gây ra sát thương từ cánh phải, như siêu phẩm cứa lòng chân trái vào lưới Thụy Sĩ ở tứ kết. Cucurella cần sự hỗ trợ của Williams để kiềm tỏa khả năng bùng nổ của tiền vệ 22 tuổi. Rodri, Jude Bellingham. Ngoài kết quả chung kết Euro 2024, màn trình diễn của Rodri và Jude Bellingham còn có thể ảnh hưởng tới cuộc đua giành quả bóng vàng. Rodri là nhân tố chủ chốt ở cả Tây Ban Nha lẫn Man City, khi chỉ thua một trận trong 79 trận gần đây nhất ở cấp đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Trong khi đó, Bellingham có mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid vượt xa kỳ vọng. Anh có 23 bàn và 12 kiến tạo qua 42 trận trên mọi đấu trường, giúp câu lạc bộ đoạt La Liga, siêu cúp Tây Ban Nha và Champions League. Tiền vệ 21 tuổi có dấu hiệu sa sút thể lực tại Euro 2024, nhưng vẫn có thể tạo nên những khoảnh khắc lóe sáng, như tình huống tung người móc bóng quân bình tỷ số ở phút bù giờ thứ 5 trận gặp Slovakia. Jordan Pickford, Unai Simon. Jordan Pickford thi đấu chắc chắn và giúp tuyển Anh không thủng lưới quá 2 bàn trong một trận tại Euro 2024. Thủ môn 30 tuổi cũng được đánh giá cao khi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, được thể hiện qua việc ghi lại thói quen đá 11m của cầu thủ Thụy Sĩ và dán trên chai nước. Unai Simon mắc sai lầm trong trận mở màn gặp Croatia, nhưng đã chụp lỗi bằng cách cản phá quả phạt đền của Bruno Petkovic. Kể từ đó, thủ môn thuộc biên chế binh bao chơi vững chắc và lọt vào đội hình hay nhất cả tứ kết, bán kết.